Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người những sản phẩm em sẽ sale hết cho mọi người trong ngày hôm nay luôn. Với lại là từ đây đến Tết mọi người cũng tranh thủ mua nha. Tại vì từ đây đến Tết là cái dịch vụ ví dụ rất là cao, với lại là hàng bên Nhật cũng đang rất là khan hàng rồi. Nên là có khi về sau á, những cái hàng sưu tầm hoặc là hàng mini như vậy rất khó để mình sở hữu luôn. Thì hôm nay em sẽ lên cho mọi người là gồm 10 mã, 10 sản phẩm cho mọi người thể giao lưu và cũng như sưu tầm cùng em nha. Mã đầu tiên là mã D1, em lên cho mọi người đó chính là một cặp ly sake rất trộn. Mọi người xem, dòng này là cặp ly rất trộn xưa nha mọi người. Chuyện làm tay hết nè, làm nổi khối luôn, vậy nổi khối luôn. Chân cao nha, dáng kiểu tròn kiểu nè. Bên trong thì chán một cái lớp men để mình uống rượu. Đó, cho nước dùng về lâu dài, nước nó không bị ngấm lên đằng sau đây. Rất là đẹp luôn. Em có một cặp nha mọi người, làm bằng tay thủ công hết luôn. Người ta chữ đây nè, người ta nhẹ chữ cắt nó lên đây. Đó, rất là đẹp luôn. Em xin đọc kích thước nha. Kích thước miệng là 5 cm, chiều cao rơi vào tầm cỡ 4 cm. Thì cặp này mã D1 em xin giao luôn mọi người với giá là 300.000. Mã D1 300 nha mọi người. Mã này là mã D1 300. Đấy, bên em bao ship và bao gói vỡ luôn nha. Đấy, sắp cận Tết rồi mọi người cũng tranh thủ để mình sở hữu đi. Tại vì bây giờ từ đây tới Tết là hàng nó đang khan, với lại bây giờ dịch vụ đang cao nữa. Phí rất phát sinh rất là nhiều luôn. Tiếp theo đây mọi người là mã D2. Mã D2 này em xin phép lên trong người đó chính là một cặp ly phu thê nổi khối nha mọi người. Ở đây là dễ làm nổi khối, là phát tòa thành nè. Đó, hồi xưa là quan hoặc là quan lại người ta, hoặc là phụ chúa các thứ, người ta sẽ ở trong những cái tòa lâu đài này. Đây, chuyện Ngọc Du nè. Đó, còn ghi thư pháp nữa, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đấy, dạng làm 3D nổi khối luôn nha. Em có hai ly, một cặp đây. Ly lớn kích thước miệng á là 6.5 cm, chiều cao của ly lớn là 8.5. Ly nhỏ miệng là 5.5, chiều cao là 7.5, hơn nhau đâu đó một tầm 1 cm nha mọi người. Cặp đây là mã D2, thì em xin giao luôn mọi người với giá là 420.000. Mã D2 nha mọi người, 420.000 mã D2. Bao ship bao gửi vỡ cho mọi người luôn. Đây, họa tiết đằng sau nè mọi người, thư pháp khắc nè, làm bằng ghi tay hết luôn nha. Bên đậm bên ghi nhạc nè, ghi tay hết luôn. Đó, chuyện Ngọc Du các thứ. Mã D2 420.000. Tiếp theo mọi người là mã D3. Mã D3 này thôi thì không lòng vòng đó, em lên trước cho mọi người luôn. Cái ống này đây, thì lúc mà em đấu về là em tưởng là dòng này là ống Bạch Định đó, nhưng mà ra là về em hỏi mấy chuyên gia hay giùm em thì kêu không phải, chỉ là cái kiểu dáng này của nghệ nhân làm thôi, còn về cái chất liệu thì phải được gọi là Bạch Định. Nhưng mà đặc biệt cái này nha, ở bên ngoài mọi người thấy á, nó sẽ là màu trắng, nhưng mà khi mọi người có ánh đèn vô nó sẽ ánh màu xanh lên, màu xanh như màu xanh ngọc của mọi người, rất là đẹp luôn nha. Và ống này thì dòng này là mới chưa qua sử dụng nha mọi người. Thường em đấu cái ống này là để về sưu tầm đó, nhưng mà em đấu về lúc đầu em tưởng Bạch Định nên là em mắt nhắm mắt mở em đấu về thôi, nhưng thật ra là không phải. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì dung tích của ống này rơi vào tầm trên 200ml nha mọi người, rất là đẹp. Chị mọc ở đây đó, lọc này là lọc sứ luôn nha, rất là đẹp. Đấy, nếu mọi người mà để bình thường ở nhà nó sẽ là màu trắng, nhưng mà khi có ánh sáng lên, nếu mà nhìn bên ngoài nó sẽ ánh màu xanh lá lên nha mọi người, xanh ngọc luôn nha, rất là đẹp luôn. Đấy, thì dòng này om trà thứ này cũng rất là được, như uống trà, như trà củ sen các thứ này, rất là thơm luôn. Mã này là mã D3, em xin phép hôm nay em sell cho mọi người với giá là 650.000 cho chiếc ống này nha mọi người. Nếu mà dòng này là chuột Bạch Định á thì có thể rơi vào tầm từ 2 triệu cho đến 3 triệu một ống nha, tùy sản phẩm. Thì nay em sell cho mọi người luôn thấp hơn cái giá mà em đấu về nữa, 650.000, bao ship và bao gói vỡ cho mọi người. Dòng này là ống mới luôn nha mọi người, 630.000 mã D3, mã D3 650.000, mã D3 nha mọi người, 650.000, cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp theo là mọi người là mã D4. Mã D4 này em lên cho mọi người đó chính là một chiếc chén Imari. Đây, dòng này là dòng Imari Gold nha mọi người. Đó, bên trong nè, cực kỳ đẹp luôn. Đây là vàng hết luôn nha. Đó, này là chuẩn vàng luôn nha, chứ không phải là mấy cái dòng vàng công nghiệp nha mọi người. Đấy, thường ở nước ngoài người ta chủ yếu là ta dùng vàng 18 hoặc là vàng non hoặc là vàng tây thôi. Đấy, còn đây chuẩn luôn, 24 này, chở cũng nhũ vàng nha mọi người. Dòng này là dòng xuất khẩu nè. Nếu mà full bộ luôn của cái chén này thì rơi vào một bộ là được gần 5 cái.
thì em có tham khảo qua rồi, cái dáng cũng như vậy, nhưng mà nó là dáng tròn cao hơn xíu, thì đã rơi vào tầm từ 4,5 triệu hơn là một bộ nha mọi người. Thì đây em có một chén à, nên là em sẽ xin phép em lên giao lưu với mọi người luôn, vẽ tay hết luôn nha. Em xin ra kích thước miệng là 12 cm, chiều cao rơi vào tầm 5 cm, chiều cao 5, miệng là 12. Đây viền vàng nhũ vàng còn rất là ok luôn, rất là hoàn hảo đó, xương vẽ tay hết nha mọi người. Rồi cái chén này em xin giao lưu mọi người với giá là 350.000, mã D4 nha, mã D4 350.000 cho chiếc chén này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ giá trị, mã D4 nha mọi người, 350.000 mã D4. Tiếp theo là mã D5. Thì mã D5 này em xin phép lên cho người, đó chính là một bộ trà Utami Soba. Thì dòng này có thể mọi người thường thấy ở trên những cái sản phẩm khác và họa tiết này vẫn có, nhưng mà riêng cái dòng này thì nó sẽ khác luôn, là dòng thủ công nè, thứ nhất. Thứ hai là về phần họa tiết vẽ. Đây gồm một ống và 5 ly full hộp nha mọi người, hàng này hàng mới luôn. Đây họa tiết là người ta vẽ chim công nè, hoa trà thì cũng như mấy cái dòng mà người ta làm bây giờ thôi, nhưng mà đặc biệt ở đây là nhũ vàng, em tìm hiểu là vàng này vàng thật nha mọi người. Và đặc biệt đằng sau có phần núi nữa, dạng như núi Phú Sĩ mọi người, cực kỳ đẹp luôn đó, chị mộc nè, rất đẹp, đặc biệt là về phần ấm. Đây ấm này dung tích là tên cỡ 300 trở lên nha, đấy 300ml, 350 gì đó, cực kỳ đẹp nha mọi người đó. Riêng về cái phần núi này, cái này nó hơi dơ một xíu, nếu mọi người mua em sẽ vệ sinh lại cho mọi người luôn. Lọc này lọc gớm nha, lọc tôm, lọc gớm, chị ở nghe vòi đó, cực kỳ đẹp. Và đặc biệt những cái dòng mà về Cotoni thường hàng cao cấp hơn một xíu thì nó sẽ có vẽ trên phần quai cầm nữa. Ở đây có họa tiết nè, và cái màu ở đây là màu nó vẽ đậm hơn những cái sản phẩm mà nó đương thời như bây giờ đó, người ta thường gọi là màu san hô đỏ nha mọi người. Đó, như hồi xưa người ta sẽ bào màu đỏ này từ san hô ra để vẽ đắp lên. Viền vàng vẫn còn mới luôn nha, tình trạng hoàn hảo nha mọi người, hàng mới luôn, chưa qua sử dụng nè. Đó, vẽ là vẽ nổi có luôn nha mọi người. Đấy, mã là mã D5. Thì lần trước em có về một bộ em xin giao lưu với mọi người là 3,6 triệu rồi. Hôm nay em sẽ xin spec em sale với bộ này với giá là 3,25 triệu, 3,25 triệu nha mọi người, bao ship và bao bị vỡ luôn, 3,25 triệu. Mã D5 nha, mã D5, 3,25 triệu, cực kỳ đẹp nha mọi người. Rồi em sẽ tiếp lên là mã D6. Đấy, mọi người có thể tranh thủ mua những cái bộ trà này nè, tại vì cận Tết đó, hàng lên rất là cao, đứa lại là bây giờ bên Nhật cũng đang khan hàng nữa, rất khó để sở hữu luôn. Rồi tiếp theo em lên mã mọi người, mã D6. Đây em có một cặp, một là chiếc bình sake soma, thứ hai là một chiếc bình hoa nhỏ, không phải nhỏ nhưng mà nó cũng phải tầm cỡ 20 cm mọi người. Đây, em có một cặp này gồm một cái bình nhỏ đây, soma một lớp nha, chị mộc ở dưới này nha mọi người đó. Còn đây là thêm một cái bình soma nữa, dạng kiểu soma, nếu mà nhìn chuẩn ra thì rất là nhiều kiểu chứ không phải riêng về cái phần mang rạng đâu không nha, cực kỳ đẹp luôn đó. Chị mộc thì ở đấy nha mọi người. Đấy em xin phép đo kích thước của hai cái bình này, bình miệng nhỏ đây là miệng là 3 nè, miệng là 3, chiều cao rơi vào tầm 20 cm. Bình bên đây là miệng là 6,5, chiều cao rơi vào tầm 19 cm, trên nhau đó 1 cm nha mọi người. Đó, cặp bình này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 1,5 triệu, 1,5 triệu hai chiếc bình soma một lớp này nha, mã D6 nha mọi người, mã D6, 1,5 triệu luôn, sale cho mọi người về sử dụng, mã D6 nha mọi người, 1,5 triệu. Là hai bình này chỉ bằng một chiếc ấm, chưa, bằng một cái ấm trà thôi, ấm trà mà lẻ của soma thôi, hai lớp á. Rồi tiếp theo em sẽ lên trong ngồi, đó chính là một chiếc hũ. Cái này là bằng kim loại nè, cái này mình để tiền hoặc là để cắm đồ được, các thứ đều được nha mọi người. Ở đây cái hũ này là bằng kim loại nha, cái này nó có một cái lõm nè, ở đây nó cũng có một cái mấy cái gờ nè, cái nắp, phần nắp nè, mình cứ để lên là ok hết. Nếu mà mình không có sử dụng mục đích là để bỏ tiền thì mình có thể tự tùy biến theo nó, cách sử dụng của độc để hũ, để bút hoặc là để hương hay là gì các thứ, tùy mọi người luôn. Kích thước miệng á là 6,5 cm, chiều cao là 9,5, nếu mà tính luôn nắp thì cỡ đâu đó gần sấp xỉ là 10 nha. Mã này là
là mã D7. Mã D7 này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 300.000 mã D7 nha mọi người. Em quên nói nữa, họa tiết là dạng hình mặt trời nha. Ở đây là biển nè, ở đây là mặt trời mọc nè. Còn phần nội khối ở đây là đám mây nha mọi người. Nội khối ở đây là đám mây nha, rất là đẹp luôn. Đó còn có chuyện của lò nè, của người làm nè, các thứ ở đây. Cực kỳ đẹp, bằng đây là bằng kim loại nha. Rồi, mã này mã D7 xin giao lưu mọi người với giá là 300.000 mã D7 nha mọi người. 300 mã D7. Tiếp theo em xin phép lên cho mọi người đó chính là một bộ ấm trà mini, tôi gọi là hàng ấm trà mẫu nha. Những dòng ấm trà mẫu này tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng phải ngang với một cái ấm thường rồi đó. Nếu mà người mua những cái ấm mẫu này thì trên những trang web của Nhật hoặc là eBay của cha nước ngoài luôn phải rơi vào tầm từ 800 cho tới hơn 1 triệu, tùy vào cái dạng ấm nữa. Đó thì đây em có là 3 ấm combo nè. Mọi người mua về có thể trưng bày các thứ đều rất là đẹp luôn. Trước mắt thì em cho mọi người trước coi về cái ấm 2 mẫu đơn đi. Ở phía trên đây là nó cắt 2 mẫu đơn nha mọi người. Cắt full bình luôn, full ấm luôn. Ở đây nó còn có lọc nữa. Lọc này lọc tổ ong nè, kỳ đẹp. Đấy, thư pháp nè. Rồi chuyện nè. Những cái dòng ấm này mà dạng này là ấm mẫu đó nha. Nếu mà ấm lớn hơn nữa thì nó cũng phải rơi vào tầm từ 900 cho đến hơn 1 triệu ấm rồi. Đó, những sản phẩm này. Rồi đây là ấm mẫu. Dòng này tất cả là đều là của Tokunem nha mọi người. Đó, chỉ có một cái, hai cái là Tokunem, một cái là của gốm Banco. Đây, chị Mộc Du ở đây. Cũng lọc tổ ong nha mọi người, nó hơi đen một xíu. Cực kỳ đẹp luôn. Và ấm này, ấm Banco nè. Mọi người thấy chị Mộc ở đấy nha mọi người. Đó, nhỏ nhỏ, nhưng mà dáng ấm này thì tầm mình uống cho một người được nha. Đó, này như cái đúng rạo, gạo vậy. Đặc biệt là lọc này là lọc tổ ong, lọc gớm luôn. Đa phần những cái dòng này mà hàng dạng ấm to hơn toàn là đa phần là lọc lưới thôi. Nếu mà kiếm được cái ấm này mà lọc gớm thì rất là khó. Đó, ba ấm này thì em nghĩ hai ấm trưng và ấm này vẫn có thể sử dụng được nha mọi người. Dung tích rơi vào tầm cỡ 100ml. Đấy, mã này là mã D8. Ba chiếc ấm này em xin giao lưu mọi người với giá là 950.000. Ba ấm nha, bình thường một ấm em bán là 600. Thì ba ấm này em xin giao lưu mọi người với giá là 950.000 mã D8 nha. Mã D8 950.000 nha mọi người. Siêu đẹp không? Mã D8. Tiếp theo xin xuống mã lên mã D9 cho mọi người luôn. Đó chính là một bộ sake thất phúc thơm. Đây là bộ này bao gồm, em xin phép để cái gạch tàn này đi. Đó, bao gồm là 2 bình và 5 ly. Mỗi ly mỗi bình là có một họa tiết là vẽ một vị thần khác nhau. Đó, thất phúc thơm. Đây còn có kinsai vẽ vàng đó nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và hàng này là hàng mới nè. Đó, mỗi ly là một vị thần nha. Đây còn đây là bình nha, ấm bình rót nha mọi người, bình để rượu. Mã này mã D9. Kích thước miệng ly là 4.5, chiều cao rơi vào tầm 4.5 luôn. Kích thước miệng bình, miệng á là 4.5. Chiều cao của bình rơi vào tầm 13.5 cm. Thì bộ này là mã D9. Bộ sake này xin giao luôn mọi người với giá là 600.000, bao ship và bao bì vỏ. Mã D9 nha mọi người. Mã D9 600.000. Full hợp luôn nha, mọi người cần hàng sẽ gửi luôn cho mọi người nha. Mã D9 nha, 600.000. Em xin phép và em lên mã cuối cùng luôn là mã đặc biệt cho mọi người nãy mã này mọi người cũng thấy nãy giờ rồi. Và mã cuối cùng là mã D1. Đó chính là một chiếc gạch tàn Soma, và dòng này là dòng Soma 2 lớp và xưa luôn, và tình trạng bảo quản còn rất là mới. Coi như cái này là em đấu về là cũng phải hơi bị khó khăn mà, tại vì dành rất là nhiều người. Đó, một vuông nha mọi người. Và em đấu này cũng giá cũng gọi là ok một xíu. Đó, người chủ cũ sở hữu cái gạch tàn này, nhưng người ta là gần như là chưa sử dụng luôn nha, nên là còn rất là mới luôn, full hợp luôn, còn rất mới. Dòng này dòng gạch tàn Soma 2 lớp, dòng 1 lớp thôi, trên thị trường nhất em cũng phải nghĩ là rơi tầm trên 2 triệu hơn. Đó, mà dòng này 2 lớp mà rất là to nha mọi người, cũng rất là to nha. Em xin đo kích thước trước đi, to và dày nữa. Kích thước miệng á là em chưa tính thành nha, là 11 cm, tính luôn thành là 16 cm, chiều cao là
7 xăng chưa tính đế, tính luôn đế thì cỡ chắc tầm trên nhau thêm 1 xăng á, chiều cao tính luôn đế là 8 xăng nha mọi người. Rất là dài, cầm rất là chắc tay luôn. Những cái dòng gạch tàn này bây giờ cũng rất là hiếm nè. Gạch tàn, song trầm hoặc là mấy cái tượng về của Soma á, rất là hiếm luôn. Và kiểu dạng mấy cái bình mà dán là lạ nữa. Đây, hai lớp nha. Đấy, mã là mã D10. Em xin giao luôn mọi người với giá là 2 triệu 2 cho chiếc gạch tàn này. Hàng mới luôn, 2 triệu 2 nha. Đó, và hàng những hàng Soma xưa này thì bên Nhật cũng đang rất là khan hàng luôn, em nói thiệt luôn á. Đó, để đa phần nha, là em thấy bây giờ người ta chỉ đấu một á, là mấy cái bình sake, hai là bộ trà, ba là dạng mấy cái ly lẻ. Đó, còn về gạch tàn nè, song trầm nè, cũng như mấy cái tượng mà của lò Soma hồi xưa làm á, cũng không có luôn. Đó, nó rất là hiếm luôn nha. Còn đây là em về được một chiếc gạch tàn hai lớp nè, em bán ngang giá với một lớp luôn, 2 triệu 2, mã D10. Đó, bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Và xin thông báo luôn là cuối tuần này em sẽ livestream để đẩy bớt và sale hàng bớt cho mọi người luôn nha. Tại vì đợt sau em sẽ về hàng rất là nhiều luôn, nên là em cũng phải có không gian để em setup lại cửa hàng nha mọi người. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào video tiếp theo.